hai ba ăn nào. Giỏi quá. Ăn đi con. Xúc đi. Giỏi quá. Giúp vợ. Ngon quá. Mấy ăn đi, ăn đi. Cho ăn đi. Giỏi quá, ăn đi. Cười nó hả, quẹt đây kìa. Kén kén một cho bạn. Cái mâu đi con này. Quẹt cho cái mâu lên. Đi vào bàn cho. Để cái mâu lên. Phong đây. Đừng. Đừng kén. Kén cho nhấp được. Ô, chú Từ Múc ăn giỏi quá. Vậy khoe với ông nội hả? Khoe với ông bà nội chú Từ Múc xúc ăn hả? Xúc ăn nhanh lên con. Ăn nhanh lên. Ăn nhanh lên không ngồi chứ. Giỏi quá. Ăn đi. Cháo. Chú ăn cái gì đó? Con ăn cái gì đó? Con đang ăn cây. Con đang ăn gì đó? Cháo. Cháo, đúng rồi. Ăn cháo. Giỏi quá. Giỏi quá. Thôi, no rồi phải không? Nghỉ nghe.